Rồi, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh Cơ khí Trơn Tun chuyên hàng bãi nhé. Thì hôm nay Cơ khí Trơn Tun lại giới thiệu cho anh em những cái sản phẩm Mitutozo. Lâu ngày không có quay để giới thiệu lại. Trước khi vào công việc thì hình thức mua hàng thì anh em có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc Facebook chuyên Đức Nguyễn, hoặc Zalo qua hai số điện thoại trên 0989 821011, 0394 822379 hoặc chuyên nhé. Thì hôm nay em xin giới thiệu mấy cái thước này. Thì đầu tiên vào kênh thì anh em cho xin một like, một đăng ký, một subscribe để có video mới thì em up lên để anh em sẽ không bỏ lỡ được cái video và xem được những cái sản phẩm mới bên em. Bây giờ em xin giới thiệu qua. Đầu tiên là cái cây thước, cái mặt đồng hồ. Các cái mặt đồng hồ này em cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, cũng bán nhiều rồi. Hôm nay làm cái clip nhỏ nhỏ, góc nhỏ đồ chơi cho anh em cái dòng chọn Mitutozo này. Hiện tại là lấy cũng chỉ mấy cái làm mẫu ra để anh em biết là bên mình có bán hàng thương hiệu Mitutozo chính hãng Japan, có xuất về đầy đủ nhé, hàng nhập khẩu. Đó, thì hàng chuẩn 100% cho anh em, nên anh em cứ yên tâm, hàng chính hãng, nó nét căng. Đó. Có hai loại đồng hồ, loại này gồm model là 513-0404 gạch 10 nhé. Thì cái này đo 0,01 0,8 mini nhé. Đó. Thì dòng này là 0,01 mm và có dòng 0,00 1 micromet phần ngàn. Đấy, thì cái dòng này hôm vừa rồi em có chụp cái dòng 0,01 micromet nhé, còn dòng này 0,01 thì nó sử dụng cho giả giá đo tinh thô đều ok. Nói chung là dùng sai một vạch này. Đó. Rồi tiếp theo là sang cái sản phẩm thứ hai, đó là cái đồng hồ chân thụt, đồng hồ đũa này. Đó. Sản phẩm Japan, Mitutozo Japan 2046A. Đó. Thế cái dòng này là cũng 0,01mm nhé. Đó, chuẩn Mitutozo Japan. Rồi tiếp theo là cái dòng thước, mã quản lý 530-312 nhé. Dòng này rất là chuẩn, nhìn là cái độ tinh xảo nó rất là sắc bén này. Đó, cái độ thật nó rất là thật. Đó, chứ không phải là thước ấy nè, dung sai là 0,002 mm nhé, còn là 0,05 mm. Thì anh em cần thì liên hệ. Dòng thước này thì gồm có 150, 200, 300, 600 và 1 mét nhé. Đó. Còn đầu hồ này thì có loại này thôi. Với cái sản phẩm này thì anh em cần cái loại nào hoặc là điện tử các dòng, bất cứ một cái dòng nào, kể cả máy CMM hoặc thước đo cao điện tử đều có nhé, hoặc là ban bia điện tử, ban bia cơ hay là caliper, đủ hết nhé. Đó, thì em xin giới thiệu. Đó, còn anh em nào có nhu cầu mua các cái sản phẩm khác thì alo để em đặt hàng bên Nhật về nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Video hôm nay chỉ có những thế thôi. Chúc anh
anh em tối thật nhiều sức khỏe vui vẻ bên gia đình. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào. Mọi chi tiết xin liên hệ mua hàng tư vấn 0989821011. Những cái sản phẩm bên đây thì em bán với cái giá là 1.250.000 một sản phẩm, có xuất V thì cộng thêm V nhé. Còn tiếp theo là cái này em sử dụng thì em để cho anh em là 750k nhé. Còn trước này thì em mua thì để tầm 750. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Anh em xem thì qua chia sẻ đừng quên đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo. Xin chào. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.